Chào mừng các bạn đến với Bạc Liêu quen tôi. Thì hôm nay mình sẽ quay chợ đêm Bạc Liêu nha các bạn. Thì mình quay theo yêu cầu của người xem nha. Mình đi quay khoảng hơn 4 giờ chiều nha các bạn. Thì ánh nắng buổi chiều cũng tương đối là dịu mát nha. Đầu chợ đêm có một cái quán hủ tiếu chay khá là ngon các bạn. Đó là quán hủ tiếu chay Thu. Đây là quán mình cũng thường ghé ăn và cũng khá là ngon và khá là nổi tiếng. Cũng khá là lâu đời rồi. Ngoài hủ tiếu chay còn có bò kho nè, phở, bún quế, bún riêu, bún mắm nữa. Tất cả các món đều rất là ngon. Và giá cũng khá là rẻ. Mình làm một tô hủ tiếu chay khô để lấy sức đi quay cho các bạn xem. Giá của tô hủ tiếu này với hủ tiếu khô này là giá 20.000 nha các bạn. Nước súp khá là ngon. Rồi, bây giờ đã có thực rồi. Bây giờ mình sẽ đi quay cho các bạn xem. Thì quá trình quay mình sẽ không có nói chuyện nha. Để dành những cái âm thanh cho những cái tiểu thương đây nói cho các bạn nghe luôn. Thì chúc các bạn xem video vui vẻ. Thank you.
không đẹp đâu. Yên tay vậy đúng rồi cậu ơi. Bye.
150 chứ. Đó. Bạc Liêu quen tôi. Cái này là kênh gì? Bạc Liêu quen tôi. Vlog hả? Bạc Liêu quen tôi. À, Bạc Liêu Bê Tăng. Quay gian hàng này cái luôn. Đừng quay tôi, quay gian hàng thôi.